GoPro là một cái camera hành trình mà nó bắt buộc phải sử dụng thẻ nhớ để thì chúng ta mới có thể lưu được những cái dữ liệu khi mà các bạn chụp hay là quay phim nhé. Ở đây thì mình có một vài những cái mẫu thẻ nhớ ở đây, micro SD. Mình có hai loại đó là NetApp và SanDisk. Cái thẻ nhớ SanDisk 64GB này với tốc độ đọc là 200 megabit trên giây. Tốc độ đọc rất là tốt luôn, và với một cái thẻ nhớ có cái tốc độ đọc cao như thế này thì sẽ giúp cho cái chất lượng video nó rất là cao, rất là tốt. Đó, tránh những cái hiện tượng nó lỗi khi mà chúng ta quay video, khi lưu video. Thì các bạn lưu ý là thẻ nhớ khi mà chúng ta gắn vào trong GoPro thì nó có cái dung lượng tối thiểu là từ 32GB trở lên các bạn nhé. Tối đa thì nó không giới hạn nhưng mà tối thiểu là 32GB. Mình hay sử dụng cái thẻ nhớ này SanDisk 64GB. Đó, thì 64GB thì mình quay video cũng khá là thoải mái rồi. Trong vòng mấy tiếng đồng hồ thì nó mới đầy được cái thẻ nhớ này. Tiếp theo thì gắn thẻ nhớ vào cái vị trí nào, thì nhân tiện đây mình cũng sẽ là hướng dẫn các bạn cách chúng ta tháo lắp cái pin của GoPro luôn. Thì rất nhiều bạn thắc mắc hỏi là chỗ lắp pin rồi tháo pin ở đâu. Thì đây là các bạn, đầu tiên là mình sẽ tháo cái chân này ra đã nha. Đây chỉ là cái chân để chúng ta lắp vô để các bạn có thể nối vào một cái phụ kiện nào khác. Đó. Thì bản chất cái GoPro thì nó chỉ như thế này thôi các bạn. Đây. Đó, các bạn thấy thì ở đây là ống kính của nó chính này. Đây là cái màn hình trước này, chữ GoPro này. Đây có cái giải loa này. Đây là cái màn hình chính để chúng ta có thể là cài đặt và chúng ta xem ở đây. Đây là màn hình phụ nhá. Rồi. Và đây mình đang sử dụng con GoPro Hero 9 này. Đó. Thì các bạn thấy này, ở đây nó sẽ có hai cái nút. Đó, thì chúng ta sẽ bàn tới hai nút này sau. Và cái vị trí để chúng ta lấy viên pin ra là ở bên hông đây các bạn này. Có một cái G chỗ này nhá. Đó. Đó. Thì các bạn tháo bằng cách là cái G ở đây chúng ta đẩy lên phía trước. Đó, các bạn đẩy lên phía trước này. Đẩy lên phía trước. Đó. Kéo lên phía trước xong các bạn sẽ mở từ từ nhấc nó lên. Đó là chúng ta thấy ở đây này, đây là viên pin của nó này. Đây mình làm lại nhá, mình đóng lại này. Đó. Đấy, các bạn sẽ đẩy lên phía trước. Đấy, và sẽ lật ngược lại. Đây viên pin đây, chúng ta sẽ cầm ở vị trí này, các bạn lấy ra viên pin. Rồi. Đấy, bên trong khoang pin này, và cái vị trí gắn thẻ nhớ là cái chỗ này các bạn này. Đây có một cái khay nhỏ đây. Cái chỗ này là cái cổng Type-C để sạc pin, còn đây khay đây gắn thẻ nhớ. Đó, ok. Với viên pin của GoPro thì các bạn chú ý một điều nhé, là chúng ta nên sử dụng pin chính hãng thôi. Những viên pin mà chúng ta mua ở trên mạng nó không rõ cái nguồn gốc, hoặc là các bạn không phải mua ở của hãng GoPro thì các bạn lưu ý. Tại vì những viên pin đấy thì có thể là cái dung lượng của nó hiển thị không đúng. Ví dụ như khi mà các bạn lắp vào trong cái camera rồi đó thì có thể là pin đầy nhưng nó lại hiển thị là pin chưa đầy, hoặc là pin chưa đầy thì nó lại hiển thị là pin đầy. Tức là nó không hiển thị đúng với cái dung lượng của nó. Thành ra là có thể lại gây ảnh hưởng cho các bạn trong quá trình chúng ta quay phim. Đó là một lưu ý nhỏ, chúng ta phải sử dụng pin chính hãng của GoPro. Đấy, chúng ta mua sản phẩm camera chính hãng thì các bạn cứ phải dùng pin thay thế là pin chính hãng luôn để đảm bảo. Chúng ta sẽ để đúng cái chiều của nó nhé. Đây, đó, các bạn đưa xuống, nhấn vô và chúng ta đóng cái nắp này lại. Đó, là xong. Ok, lắp thẻ nhớ và lắp pin rồi. Có một chiếc Hero 9 này và hai cái phụ kiện đi kèm theo hộp khi mà các bạn mua nhé. Đây là cái hộp của nó này. Trong đây thì chúng ta còn có thêm những cái phụ kiện khác nữa. Chúng ta có một cái sợi dây sạc. Đấy. Sợi ra cổng Type-C thì ban nãy mình có hướng dẫn các bạn chúng ta cắm vào đâu rồi. Còn cái này là cái phụ kiện để các bạn có thể là lắp vào cái GoPro và chúng ta sẽ lắp vào trong mũ bảo hiểm. Đây là một cái miếng dán này. Các bạn có thể để quay những cái cảnh hành trình chúng ta đi ngoài đường để dùng cái miếng này. Ở đây là một cái gọi là một cái chân khác, chúng ta tùy biến các bạn có thể là lắp vào cái camera hoặc là chúng ta dùng cái miếng này. Mình thì hay dùng cái miếng này. Đấy. Thì ở đây mình hướng dẫn các bạn nhé. Ở đây các bạn lật lên này sẽ có cái hai cái ngàm này, các bạn bung nó ra, sẽ cho cái này vào đây. Và dùng cái thanh này thì chúng ta có thể là luồn qua và cố định nó lại. Và mình hướng dẫn các bạn chúng ta sử dụng những chức năng cơ bản, những nút bấm cơ bản có trên chiếc GoPro Hero 9 này. Thì thông thường tất cả những cái dòng GoPro khác thì nó cũng tương tự như vậy thôi các bạn, nó chỉ không có khác biệt gì nhiều. GoPro sản xuất thì những cái phiên bản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nó đều tương tự như nhau cả thôi. Thì các bạn thấy này, GoPro thì nó sẽ có hai cái nút vật lý nhá. Chúng ta sẽ thấy ở trên đỉnh của nó có một cái nút, đây là nút shutter này. Và bên hông của nó là nút mode, là nút nguồn luôn các bạn. Đó, đây mình để như này mới đúng này. Thì có một số dòng camera hành trình thì có thể là cái nút mod này, nút nguồn này nó nằm bên này hoặc nằm ở phía dưới đây. Đấy, thì căn bản là nó có hai cái nút như vậy. Đó, thì cái nút đây là nút nguồn này thì chúng ta sẽ nhấn giữ một chút này, tầm khoảng
3 giây đó. Đó, để khởi động cái nút shutter này là sao? Nút shutter đây là nút thao tác ra lệnh cho cái camera này nó chụp hoặc nó quay phim, tùy theo phụ thuộc vào cái chế độ mà các bạn đang để ở có cái camera này là gì. Này, vừa là nút nguồn đồng thời là nút chuyển những chế độ luôn các bạn. Đây chúng ta sẽ nhấn này. Đó, nó sẽ có ba cái chế độ này. Ví dụ các bạn quay time lapse, chúng ta nhấn cái nữa chuyển qua quay video, nhấn cái nữa là sẽ chuyển qua photo là chụp hình. Đấy. Thì chúng ta cứ chuyển qua chuyển lại như vậy. Đấy, ví dụ như các bạn đang để ở chế độ quay video này và chúng ta nhấn vào cái nút shutter ở trên đây. Đấy, là bắt đầu nó đang quay video. Đấy. Nó đang thời gian đang chạy này, chúng ta nhấn cái nữa là sẽ dừng lại. Rồi, kết thúc video. Đó. Ví dụ như chúng ta đang ở chế độ để ở chế độ chụp hình này, photo này. Các bạn nhấn. Đó thì nó sẽ chụp. Đó, chụp bức nữa. Đó, ok. Rồi, và nếu như các bạn tắt camera đi thì chúng ta sẽ nhấn giữ lại cái nút này. Đó, power off là tắt rồi các bạn. Một tính năng rất hay ở đây, nếu như các bạn trong lúc chúng ta đang quay video, ví dụ như các bạn đang quay này, trong cái quá trình quay này các bạn nhận thấy là có một những cái vài những cái thời điểm mà quan trọng các bạn muốn đánh dấu nó lại thì chúng ta nhấn nút mod. Đấy, các bạn nhấn nút mod một cái. Đó, là gọi là những cái highlight đó nó sẽ được ghi lại. Và như vậy thì sau này khi mà các bạn lấy cái suộc ra thì các bạn có thể là biên tập, các bạn chỉnh sửa video nó dễ hơn. Chúng ta sẽ tìm ra được những cái điểm, những điểm highlight trong cái video nó dễ hơn. Ok, còn một tính năng khá là hay nữa đó là tính năng Quick Capture của cái con GoPro 9 này. Có nghĩa là ví dụ như bây giờ mình sẽ tắt cái GoPro này đi này. Đó, và mình đang bật cái tính năng Quick Capture. Lát nữa mình sẽ chỉ cho các bạn cách bật ở đâu. Thì mình đang bật thì nếu như GoPro đang ở trạng thái tắt thì các bạn nhấn nút shutter một cái thì GoPro nó sẽ tự động bật lên và nó chuyển sang cái chế độ quay phim luôn. Đó, như các bạn thấy không? Nó quay luôn này. Nó tự bật lên và tự quay và chúng ta không cần phải có cái bước đó là bật nguồn rồi chúng ta mới nhấn quay sau. Cái này rất là hay bởi vì là ví dụ như chúng ta đang đi ngoài đường và các bạn thấy một cái cảnh gì đó nó đẹp quá hay là một cái hành động gì đó nó bất ngờ xảy ra và chúng ta muốn lôi cái camera ra và các bạn quay ngay lập tức thì chúng ta bật sẵn cái tính năng Quick Capture lên trước và chúng ta chỉ cần lôi ra và chúng ta nhấn nút shutter là nó sẽ tự quay luôn. Đấy, không cần chúng ta phải chờ đợi 5-10 giây để chúng ta bật cái camera lên nữa. Đấy, rất là hay. Đấy, và lúc này thì các bạn nhấn lại nút shutter này, nó sẽ tự động dừng video và nó tắt luôn cái camera đi. Đó, quay trở lại cái màn hình giao diện chính của cái GoPro 9 này thì chúng ta thấy này, thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta những cái cài đặt lướt lướt chạm ở trên cái màn hình đây các bạn nhé. Thì chúng ta thấy ở cái góc này 28% đây là cái thời gian pin này, cái màu vàng đây các bạn này là pin chỉ dưới 30% này. Đó, ok. Và đối diện, đối xứng bên góc này có cái số là 2 giờ 24 phút, đó là cái thời gian còn lại của thẻ nhớ có thể lưu được. Đấy, có thể nói là đầy luôn các bạn này, màu xanh full là đầy. Và ở dưới đây thì các bạn thấy có những cái tính năng ví dụ như 1x, 2x này. Đấy, thì đây là cái gọi là cái những cái chế độ khi mà chúng ta sử dụng với những cái tính năng cụ thể thôi. Thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết sau. Đấy, thì ở đây có cái chữ W đây là cái góc rộng này, cái góc nhìn của cái camera này. Super View là góc nhìn lớn nhất này. Đó. Tiếp theo là Wide thì nó sẽ cần hơn chút này. Đó. Linear thì nó gần hơn chút nữa này. Rồi. Linear Horizon nó gần thêm chút nữa và góc nhìn gần nhất đó là Narrow. Đó. Biểu tượng màu xanh đây là biểu tượng thể hiện cái chức năng chống rung đó các bạn. Thì chúng ta nhấn vô thì chúng ta có thể chọn được những cái cấp độ chống rung khác nhau. Rồi. Và ở chính giữa thì các bạn thấy có dòng Standard này và có số 1080 rồi 120 thì đây là cái chế độ quay video. Đó, thì các bạn nhấn vô này. Đó, thì ở đây nó sẽ có những cái chế độ mặc định sẵn của con GoPro 9 này, ví dụ như là ACVC này, 2.7K 60fps này, hoặc là Cinematic Slow Motion này, hoặc là chúng ta cũng có thể tạo những cái chế độ quay riêng bằng cách là nhấn vào dấu cộng đây. Đó, thì chúng ta sẽ chọn ra những cái kích thước khung hình ở đây này, ví dụ chúng ta có thể tùy chọn 5K, 4K, 27K hoặc là 1080 và cái frame rate ở đây. Đó, thì tùy ý thì chúng ta thiết lập thôi. Còn ngoài ra còn có cái lens là cái góc nhìn này. Đó, wide hoặc là super view gì đó. Đó, và chúng ta nhấn vào tích để lưu lại. Đó, và chúng ta đặt tên cho cái chế độ quay, ví dụ mình đặt là E này, lưu lại. Đó, thì các bạn thấy không, nhấn vô thì nó sẽ có thêm cái chế độ E. Thì ở đây thì nó có một số những chế độ mặc định sẵn. Đó, thì cái này chúng ta sẽ khám phá kỹ hơn sau nhé. Đây là cái chế độ riêng dành cho quay video. Và cái thao tác trượt ở trên cái màn hình cảm ứng này, chúng ta có những cái thao tác như sau.
Ví dụ như các bạn trượt từ dưới lên, đó là chúng ta sẽ mở lên những cái file, video và hình ảnh nằm trong thẻ nhớ. Đây là video này. Đó, nãy giờ thì mình cũng quay được vài cái và có hình ảnh luôn. Đó. Rồi. Trượt xuống. Rồi, nếu như chúng ta trượt từ trên xuống là gì? Các bạn trượt từ trên xuống, chúng ta sẽ sổ ra những cái menu cài đặt. Nó có hai cái tab nhá. Tab đầu tiên thì chúng ta có phím tắt những cái chế độ nhanh này. Các bạn trượt qua tab 2 thì chúng ta có cái phần đánh răng này, các bạn nhấn vô thì chúng ta sẽ có cài đặt general là cài đặt chung đó. Rồi màn hình, rồi ngôn ngữ, rồi thời gian rồi đó. Và đặc biệt thì chúng ta có cái mục reset này, các bạn nhấn vào reset. Và chúng ta có mục format SD card. Các bạn lưu ý nhá. Bất kể một cái buổi quay nào khi mà các bạn lắp thẻ nhớ vô thì chúng ta nên format SD card trên cái GoPro này để cho GoPro nó thực hiện cái thao tác format thẻ nhớ để cho chúng ta đảm bảo rằng cái thẻ nhớ nó không có xảy ra những cái lỗi trong quá trình quay. Đó, là cái điều rất là cần thiết và quan trọng. Thì chúng ta nhấn format SD card. Đấy, format, các bạn nhấn format này. Đó, là để cho cái GoPro nó format cái thẻ nhớ đi. Bình thường nếu như các bạn nhấn quay hoặc chụp thì nó sẽ tạo ra âm thanh đúng không? Ví dụ như mình chuyển qua chế độ photo chụp này, mình nhấn chụp này. Đấy, nó sẽ có những tiếng bíp bíp. Nếu như các bạn muốn tắt tiếng bíp nó đi để tránh cái việc làm phiền làm ồn tới người khác thì các bạn có thể trượt xuống và các bạn có cái hình nốt nhạc này, các bạn tắt nó đi. Đó, bíp off. Ok, là lúc này thì tiếng bíp nó đã không còn nữa rồi. Ví dụ mình nhấn chụp lại này. Đó. Là mất đi tiếng âm thanh bíp rồi đó. Ok ha. Đó là tắt cái âm thanh. Và như ban nãy mình cũng đã đề cập tới cái tính năng đó là Quick Capture. Đó là tính năng mà khi mà cái GoPro này đang ở trạng thái tắt và các bạn muốn nhấn quay phim nhanh, các bạn nhấn nút shutter, nó tự động bật và nó tự quay luôn. Đó là cái tính năng chỗ này, phần này. Các bạn kéo xuống này, cái biểu tượng này các bạn này, nó đang sáng lên màu xanh, có nghĩa là nó đang on. Các bạn nhấn tắt nó đi thì các bạn nhấn trở lại là Quick Capture đang off. Đó. Cái này thì ví dụ như các bạn không muốn cái việc đó là ví dụ như chúng ta bỏ trong túi quần chẳng hạn, vô tình mà các bạn bật Quick Capture, bật on nó lên thì vô tình chúng ta cấn, chúng ta nhấn vào cái nút shutter thì nó sẽ tự động quay đúng không, thì nó lại hao pin. Đó, thành ra là các bạn off nó đi. Nếu chúng ta không nhất thiết phải sử dụng cái tính năng đó thì các bạn tắt nó đi như vừa rồi mình làm. Đó, chúng ta kéo xuống, chúng ta tắt nó đi. Còn đây là bật on này, tắt này. Đó, ok ha. Tùy cái nhu cầu sử dụng thôi. Còn có một cái thao tác cảm ứng khác trên màn hình này mà mình thấy ít người để ý tới, đó là tính năng đo sáng vào một cái điểm đó để làm cái điểm focus. Đây, ví dụ như chúng ta nhấn giữ vào một cái điểm đó trên cái màn hình này, chạm vô và giữ luôn các bạn, nó hiện ra cái dòng đó là auto exposure này. Đó thì đây các bạn có thể chọn những bất kể một cái điểm nào đó thì nó sẽ, đây, các bạn thấy không, nhấn vào một cái điểm nào đó thì nó sẽ đo cái độ sáng khu vực đó và nó lấy cái gam màu đó làm gam màu trung tính luôn đó. Đấy, ví dụ một cái điểm nào đó, chúng ta hiểu nôm na cũng là khi mà các bạn chọn điểm đó thì khi mà các bạn quay thì nó sẽ lấy cái điểm cái ánh sáng của cái điểm đó làm cái điểm focus, tức là làm cái điểm màu trung tính. Tất cả những khu vực khác thì nó sẽ dựa theo cái màu ánh sáng của cái điểm đó. Các bạn chọn vô và các bạn nhấn thêm một lần nữa đó để nó hiện chữ Locked Exposure, nó có hình ổ khóa là khóa lại, tức là nó đã ghi nhận cái điểm đó. Và chúng ta nhấn dấu tích đây để xác nhận, hoặc là các bạn nhấn dấu X này để thoát ra để hủy bỏ. Thì bây giờ mình nhấn hủy bỏ này. Đó. Đấy, thì mình vừa mới giới thiệu khái quát một cách cơ bản nhất cho những người chúng ta mới sử dụng GoPro, những cái nút chức năng và những cái thao tác cơ bản như vậy. Còn bên trong cái menu này thì chúng ta sẽ còn nhiều những cái chế độ khác. Ví dụ chúng ta đang để quay phim mà các bạn nhấn vô những cái chế độ có sẵn đây thì các bạn có thể là tùy chọn ra được những cái thông số khác nữa. Đấy, rất nhiều những cái thông số liên quan đến việc là quay phim ở đây. Đó, rất là nhiều nha. Đấy. Hoặc là nếu như các bạn chuyển qua cái chế độ chụp hình. Đó. Photo thì chúng ta cũng có những cài đặt khác liên quan tới phần chụp hình rất là nhiều. Ok, thì đó là cái những khía cạnh mà nó chuyên sâu hơn một chút. Thì trong video lần sau mình sẽ hướng dẫn các bạn kỹ về những cái phần này. Còn trong video ngày mai thì chúng ta sẽ dừng lại ở đây các bạn nhé. Ok, video hôm nay của mình xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.